Xin chào anh em. Hôm nay là ngày đẹp trời, K-Plus đã tiếp tục nâng cấp một chiếc màn hình Android cho dòng City bản top 2018. Đây là giao diện sản phẩm của em nó. Thì vẫn như mọi khi thì anh em chuyên nâng cấp dòng màn hình và tư vấn cho các bác một dòng sản phẩm ở cái phân khúc giá tầm trung, dòng Cova của Zetec phân phối. Đây là giao diện sản phẩm này. Phía bên trong giao diện sản phẩm này các bác có thể trải nghiệm qua này, về tốc độ nhạy thì cũng khá là mượt mà đấy, giá rất là phải chăng, giá 5,5 triệu. Hiện tại thì dòng xe này của bác thì đã nâng cấp thêm hai cái cam lề hai bên, ví dụ này các bác sinh nhan này thì chuyển cam lề này đấy, cam lề hai bên này đấy. Chất lượng cam lề hai bên thì là cũng đều là AHD cả. Ngoài ra thì cam nùi cũng em cũng chuyển là cam nùi AD. Đấy. Về giao diện trực quan thì cái dòng Cova thì chắc là mọi người đều đã xem một số cái video review trước của bên em. Thì về chất lượng màn hình thì theo em đánh giá thì ở cái phân khúc giá tầm trung thì đánh giá Cova rất là tốt, bởi là có tích hợp tất cả những cái điều khiển giọng nói này. Ngoài ra thì cái phần căn chỉnh âm thanh equalizer của xe thì cũng là cái dòng bản cài khá là sâu đấy, 32 giải kênh đấy, nó còn khá sâu hơn cả một số dòng xe dòng màn mà với giá trị cao nhưng mà có 16 kênh thôi đấy. Giao diện phía trong thì khá là trực quan đấy. Nhạc này, tốc độ này, hiện tại thì em đang dùng trực tiếp một con iPhone khá là cùi, iPhone 5 để phát để cho con màn này dùng các bác nhá. Đấy. Tăng giảm âm lượng này, zin này. Em thì bản thân cũng có một con xe City. Đấy, đã nâng cấp một chiếc màn hình. Đấy. City thì em thấy là khi mà các bác lắp màn hình lên ấy thì cho cái màn hình nó khá là rộng. City thì sẽ là lắp màn 10 inch. Đấy. Cho cảm giác cái trải nghiệm về công nghệ nó cảm thấy nó sang xịn mịn hơn cho chiếc xe của mình. Đấy. Radio thì hiện tại cũng đã bắt toàn bộ đủ các kênh. Đấy, đầy đủ luôn. Cực kỳ nhiều luôn. Các bác có thể chuyển kênh rất là đơn giản ở đây. Đấy, chuyển kênh này. Ngoài ra nếu mà các bác có nhu cầu mà muốn dẫn đường bản đồ thì các bác có thể là điều khiển trực tiếp bằng giọng nói ở đây, ví dụ như là dẫn đường tới sân vận động Mỹ Đình. Đấy, thì ngay lập tức ra Việt Map luôn. Với cái khởi động của Cova thì em đánh giá là khá là nhạy. Đấy. Đường này, có cảnh báo tốc độ này, các thứ này. Đấy. Bản đồ mới của Việt Map thì em cảm nhận là cũng khá rất là trực quan luôn. Nếu các bác khi mà sử dụng xong thì hoàn thành cái lộ trình thì các bác vui lòng tắt giúp em là phía dưới, xong rồi nút thoát đấy, để thoát toàn bộ ứng dụng. Xe của bác ấy thì con xe này thì chuyên hay đi vào cái cung đường gọi là nhỏ hẹp, nên là bác ấy hỗ trợ là tư vấn thì với cái tầm tiền là bác ấy muốn đầu tư là cũng chưa đủ lên 360, nhưng mà vẫn hỗ trợ các bác ấy là đi vào cung đường hẹp mà quan sát được cả hai bên gương đấy, bánh trước, thì là bên em đã tư vấn bác ấy là lắp thêm hai bộ camera lề AHD đấy, và cam lùi cũng AHD luôn. Đây, cam lề thì các bác nhìn lại này đấy, bánh này các bác nhìn rõ bánh này, và cái khoảng không này, khoảng không nhìn rất rộng nhá đấy, rất rộng luôn. Chỉ cần xoay bánh cái là nó thoát thì anh này. Đấy. Các bác nhìn này, thấy không? Các bác quan sát được hết từ phía xa này và quan sát được toàn bộ những cái khu vực mà có thể là điểm mù mà các bác đây này, khu vực điểm mù mà các bác không thể nhìn thấy được. Thì riêng về cái camera lề thì nó sẽ hỗ trợ các bác là hoàn thiện cái vấn đề này. Các bác giúp các bác là lái xe an toàn hơn. Ngoài ra thì bên em có đã hỗ trợ và lùi cũng là lùi AD luôn. Đây, chất lượng lùi AD này, nhìn được cả những cái nước này, rất là nét luôn. Đấy.
bác ấy thì bác ấy muốn gập gập xuống một chút để nhìn sát phía đuôi xe hơn. Đấy, thì bé cũng thiết kế khá là vừa vặn cho cái nhu cầu của bác chủ, còn tùy theo cái căm nùi mà nhu cầu mọi người. Mọi người thì có nhiều người thì muốn có thể là lưng mắt cao lên có thể nhìn xa hơn. Đấy, còn bác ấy thì chỉ cần một khoảng như này thôi, vừa sát xe, quan sát được xung quanh cái điểm mù xung quanh hai bên. Đấy. Màn hình Android Cova thì ngoài ra thì các bác có thể chuyển đổi được cả cái giao diện hình nền. Ví dụ như là chuyển sang cả cái hình nền động. Đây, ví dụ như hình nền động như này. Đặt hình nền. Đấy, thì các bác cũng có thể là sử dụng trải nghiệm cái hình nền động cho mình dòng Cova. Ngoài ra thì các bác có thể là dùng những cái hình nền khác. Đây, nó có gần file này. File này thì các bác nếu mà các bác có nhu cầu mà muốn up một cái hình ảnh nào đó lên đây. Đấy, thì các bạn vào cái file này. Khi bác cắm USB ấy, thì nó sẽ nổi ở file mà các bác lấy ảnh từ file ra. Đấy. Còn ở trong xe thì cũng có những hình nền mặc định, ví dụ như hình nền như này. Đấy. Giao diện này thì chắc chắn là các bác thì thường rất là quen mắt, bởi vì là cái hình ảnh mà quảng cáo của Cova thì đều là sử dụng cái giao diện màu tông nền như thế này, màu đỏ vàng. Đấy. Còn em thì đôi khi bác chủ thì cũng thích màu xanh dịu mát thì em chuyển sang cái giao diện màu xanh. Đấy, nhìn trong nó có thể dịu mắt hơn. Giao diện trực quan phía bên trong thì các bác có thể đã nhìn qua một số các video rồi. Ở đây thì nó có đầy đủ những cái tính năng mà một người tài xế như anh em chúng ta cần. Ví dụ như là VietMap là một chính hãng này, các bác nếu mà di chuyển ở cung đường lạ đấy, thì bác có thể sử dụng cái VietMap này hỗ trợ các bác là di chuyển và quản lý tốc độ. Ngoài ra thì riêng Cova thì có thêm một cái phần mềm ví dụ như là Z-Tech Tracking. Cái này thì hỗ trợ các bác là khi mà di chuyển đấy, xe cộ ở đâu đấy, đi ở đâu, dừng đỗ ở đâu thì nó đều ghi lại cái lộ trình đó và các bác có thể xem lại, hoặc là các bác cho ai mượn xe họ đi đâu thì các bác có thể sẽ phát hiện ra được. Đấy, và việc tra cứu phần nguội rất là đơn giản bằng một câu lệnh thôi. Đây, phần tra cứu phần nguội của Cova này chắc là em cũng đã review cái tính năng này cũng rất là nhiều ở cái video trước. Đấy. Camera hành trình này thì với cái combo là nên tại là hôm nay là trời nấy là trời ngoài mưa nên là kính nó hơi mờ. Cova thì đã tích hợp sẵn một cái dòng chiếc camera hành trình. Đấy, đi liền theo. Đấy, và có hiển thị tốc độ này. Đấy, các bác bật cái này lên thì nó sẽ có thêm ADAS này, và nếu các bác tắt đi thì nó mất này. Ngoài ra các bác có thể xem lại này. Đây là cái dây phát này, em sẽ chuyển những video đầu tiên xem nó như nào. Đây, quay những video bác ấy đã di chuyển này. Đây, đấy. Trời mưa. Đây, xem này, trời mưa thì chất lượng có như thế nào nhá. Đây vào buổi chiều tối đây. Các bác nhìn này, vẫn có thể phát hiện rõ và nhìn rõ biển số xe nhá. Đấy, cam bắt led rõ biển số xe luôn. Quan trọng nhất là camera hành trình là bắt được biển số xe, nếu có va chạm người ta còn nhìn thấy, còn tra được biển số. Cam mà không nhìn thấy biển số xe thì chán lắm. Đấy nhá, ở cung đường cách khoảng độ tầm 10-15 mét là các bác vẫn nhìn rõ biển số xe nhá. Như thế là hoàn toàn yên tâm khi mà các bác xảy ra sự cố va chạm. Đấy. Ngoài ra thì các bác có thể thu nhỏ ở đây. Đấy, thu nhỏ này. Một số các bác ấy có hỏi em là sau khi mà thường ấy cái gói option Cova T1 ấy là sẽ chưa được tặng sim. Đấy, nên là khi mà các bác cắm sim vào thì các bác thấy là nó sim nó chưa nhận. Thì khi mà các bác cắm sim vào ấy thì các bác có thể vuốt này, vuốt một cái này, vuốt cái thứ hai này thì nó ra cái phần reset. Cái phần reset này ấy là khi các bác cắm sim vào, các bác reset lại thì sim nó mới nhận các bác nhá. Còn nếu các bác cắm không ấy thì hiện tại là sim nó sẽ chưa nhận ngay đâu. Đấy. Ngoài ra thì một số các bác thì có hỏi em là các bác muốn vào lùi mà có muốn vẫn nghe được nhạc thì các bác vào car setting này, vào reversing này, các bác phía dưới này, cái phần reversing mu này các bác có thể là off đi cho em. Đấy là các bác on lên thì nó sẽ khi bác sinh nhan các thứ là mà có cái tích hợp cả lề ấy, là các bác không nghe được nhạc đâu. Đấy. Thì hôm nay em chỉ xin phép được giới thiệu và review qua cái một số tính năng cơ bản. Và nếu các bác nào mà có nhu cầu mà bác lái
City mà hỗ trợ thì nâng cấp màn hình thì có thể liên hệ bên em. Bên em K Plus thì chuyên lắp đặt nâng cấp màn hình lo cho các bác. Thì bên em có rất nhiều các cái thương hiệu, ví dụ như là Hova, Zetec, Gotech hay tất cả những dòng thương hiệu nổi tiếng trên thị trường. Đấy, bảo hành chính hãng từ 18 tháng đến 25 hoặc là 5 năm với dòng cao cấp nhất hiện nay. Đấy. Nếu các bác thì cảm thấy hay thì có thể like, chia sẻ kênh cho em. Đấy, hoặc là nếu mà các bác không thấy hay thì có thể dislike và comment ở phía dưới để bọn em có thể biết có thể là nâng cấp hơn. Vâng, em cảm ơn và chào các bác nhé.